Bán đồ ăn thôi chị. Như một chén mắm này là bao nhiêu á chị? Cái bà con Việt kiều. Dạ. Ôi ngon không? Cái đó là bao nhiêu cái chú? 15.000. Dạ 15.000 nha cả nhà. Nếu mà cái dịp cái nhà mà muốn. Sài Gòn Xì Phố xin chào tất cả các anh chị cô chú nha, đã đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là hôm nay tầm này là tầm khoảng là 9 giờ 30 phút nha cả nhà. Thì Sài Gòn Xì Phố đang đứng trên đường Tân Hương nè, cũng như là góc ngã ba Tân Hương ven cao. Thì hôm nay Sài Gòn Xì Phố sẽ dẫn cả nhà đi đến một cái ngôi chợ, đó là chợ Tân Hương nha cả nhà, của quận Tân Phú. Phía trước chợ thì mình thấy có quầy bánh mì heo quay nè cả nhà, cũng khá hấp dẫn. Dạ, ôi hấp dẫn không? Ừ. Con nhờ xíu thôi cô, con tay nhờ xíu ẩm thực. Ồ, cô bán bánh mì heo quay lâu chưa? Dạ, hấp dẫn không cả nhà? Dạ. Dạ, con quay ẩm thực chợ đó, giới thiệu cho mọi người. Ồ, chân này nè cả nhà. Rồi, cảm ơn cô. Đây là bánh nước nha cả nhà. Đây vô là quầy bánh nước nè. Hôm nay Sài Gòn Xì Phố đi lang thang vào chợ Tân Hương để quay cho cả nhà. Đây là món chè, cho con quay nhờ xíu nha cụ. Ô chè này cả nhà thấy không? Lấy con chè. Đó, ồ cái này là chè chuối nè, chè chuối phải không cụ? Dạ, dạ. Ở ngoài này là cái khu ẩm thực nha cả nhà. Ồ cái này là bánh đúc nè cả nhà, bánh đúc. Dạ. Ồ đây là bún thái mắm nè, heo quay nè cả nhà, hấp dẫn không? Ồ nghe nhạc rồi. Đây là chè luôn, rau câu dính nhạc rồi cả nhà. Mình đi qua cái khúc này nha, cái khúc này cà phê nước nhạc. Ồ cái này là cô bán chè, cái này là mình cái gì cô, súp hả cô? Dạ. Súp nha cái nhà, chè. Cái khu phía trước này là cái khu ẩm thực nha cái nhà. Hôm nay Sài Gòn Xì Phố đi vào chợ Tân Hương, như là quay lại cho cả nhà luôn về tình hình buôn bán chợ Tân Hương ra sao luôn. À đây là phía bên trong. Đồ gia dụng nha cả nhà. Lần đầu tiên mình bước vào bên trong chợ Tân Hương này nè, quay lại cho cả nhà đấy. Thì Sài Gòn Xì Phố thì chia sẻ về ẩm thực đường phố cũng như là chợ cũng như là du lịch nha cả nhà. Để mình đi qua góc bên này thử như thế nào. Quay bên này là quay gì? Ồ, quay rau củ quả. Đây cá chả. Đây là đậu hũ nha các nhà. Cá nè. Ồ, bên trong này là quầy thực phẩm nè. Ở ngoài. Ồ, Sài Gòn có cá linh luôn á chị hả? Có chứ. À, ở quê đưa lên hả chị? Ở ngay chỗ góc này chị có cá linh luôn nè chị, cả nhà ơi. Dạ, bán dưa, cá. Ồ, phía bên kia bán rau mà. Thấy phía trong này rộn nhịp hơn nữa cả nhà. Tiêu, ớt, tỏi. Còn ở phía trong này là quầy thịt nha cả nhà. Đây, phía trong này là gian hàng thịt nè. Tôi quay tổng thể cho cả nhà xem. Đây là quầy đậu hũ của cô. Đây là quầy tép, cá ở phía dưới này cả nhà. Này là cô làm gì đó? À, cô xay dừa, nước dừa. Dạ con quay nhờ xíu nha các cô. Ủa, và... Dạ. Thấy chưa, rau, củ quả. Ồ, đây là quầy bánh tráng nha cả nhà, bánh tráng. Bán đủ thứ, bánh tráng, nước mắm. Đây là quầy rau nè. Đây là quầy thịt. Ồ, món gì mà chiên bự hả chị? Cho em quay nhờ xíu nha chị. Ồ, hấp dẫn không cả nhà? Cái này là chả cá hả chị? Dạ, đúng rồi. Dạ. À, cái này là trong này là quầy cơm của mình đó hả? Cơm hay là mình bán mấy cái này thôi chị? Mình bán thức ăn thôi. À, trong này bán thức ăn thôi nha. Hấp dẫn không? À, chả mắm. Mắm, chả cá. Em tưởng là bán cơm luôn chứ. Bán đồ ăn. Bán đồ ăn thôi chị. Như một chén mắm này là bao nhiêu á chị? 20.000. À, 20.000. Dạ. Còn chả cá là mình mua là mình ưng cắt bao nhiêu mình cắt thôi phải không? Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Ồ, rau nè, ôi hấp dẫn không nha. Bên chày này là đồ làm sẵn luôn nè. Có ba khía đây nè cả nhà. Đó, ba khía nè, ngâm sẵn luôn. Cái này là mình ở khu mấy chị? Dạ. Cái khu nè, cái khu của chợ Tân Hương nè là mình đang đứng. À, đang ngay chỗ khu KD nha cả nhà. Cả nhà muốn ăn những cái thức ăn làm sẵn nè, có thể làm vào đây mình mua nè, của khu KD nè. Trời ơi. Ui, mắm ruốc. Cái đây là mắm gì chị? Mắm linh sặc. À, mắm cá linh sặc. Dạ. Vừa chế biến và vừa chế biến rồi luôn. Dạ, rồi cảm ơn chị. Hấp dẫn quá. Đây là quầy trứng. Rau. Lần đầu tiên mình đi vào chợ Tân Hương đó nha cả nhà. Lần đầu tiên á mình ăn nha. Vô đây mình quay lại cho cả nhà. Bánh nè. Ôi bánh. Ồ, dãy kia là tập quá. Ồ, dép, giày, dép. Ồ, cá, cá khô. Dạ, con quay nhà xíu nha cô. Ồ. Ồ, cá khô thấy không? Hấp dẫn không nha. À, những con cá khô, cá dứa. Cá dứa, cá lóc hả cô? Dạ. Rồi, chè, đây. Thì tầm này là khoảng 9 giờ mấy rồi cả nhà. Đó là tấp nập. Ồ, phía ngoài đây là chợ cá nè, tấp nập hơn. Rau, củ quả. Ồ, đường này nữa hả cái nhà. Dạ. Qua chợ Tân Hương nữa chị. Dạ. Dạ. Mình sẽ đi trước xuống cái dọc cái khúc dưới này trước nha cả nhà. Mình đi trước kìa. Rau củ quả. Ừ, đây, dạ. Ớt. Sả. Làm sẵn nha cả nhà. Nước. Ồ, đây là cá. Rau nè, cả nhà thấy không? Không thiếu gì mà. Đốc. Ai về quên. Chín về quên. Má ngồi ở trên. Ồ, cá nè. Thì Sài Gòn Xì Phố chia sẻ những cái về ẩm thực đường phố nha cả nhà, cũng như là cả nhà xem video nước thứ hai thì có thể là like chia sẻ giúp Sài Gòn Xì Phố. Thì hôm nay Sài Gòn Xì Phố đi vào chợ Tân Hương của quận Tân Phú chia sẻ những cái hình ảnh này của bà con buôn bán ở trong chợ Tân Hương ngày nay ra sao để cho cả nhà thấy được tình hình buôn bán cũng như là 50 đây. Dưới kia dính nhạc. Trời, quay phim nè. Ồ. Dạ. Cho lên sóng luôn, cho lên sóng luôn. Dạ. Ôi, dạ, cảm ơn. 10.000 đủ loại bánh mì rồi ơi. 10.000. Nhiều món chưa ai mở hàng. Dạ, chưa ai mở hàng luôn à cô giờ này. Trời. Còn nhiều món chưa ai mở hàng. Giờ quay phim gì đó. Ồ, tấp nập không? Dạ, không quay nhà xíu. Ôi, tấp nhập á. Rau muống. Dạ. Rau muống đây, rau muống nữa đây nha cả nhà. Rau muống bào đây. Dạ. Cho bà con Việt kiều phương xa quê hương nhìn lại những hình ảnh chợ Sài Gòn, chợ Tân Hương ngày nay ra sao nha cả nhà. Đó, tiếp tục. Ồ, cá lóc này, cá lóc bự to này. Có móm nè, có móm. Cá, đây là quầy cá nha cả nhà. Đây là quầy cá. Ồ, cá này, cá tươi. Rộng không cả nhà thấy rộng không? Mình đi một vòng cho cả nhà xem. Ồ, chị làm hết. Gà, cá, đồ mực. Đi hết xuống cái khu này cho cả nhà nha. Đó, ở dưới nè dính nhạc nha cả nhà, nên là mình không xuống phía dưới kia, khu dưới kia dính nhạc nên là mình không xuống. Dạ, họ thấy chưa, cái nhà cá nè, cá tươi hấp dẫn không? Dạ. Dạ, giờ này tới 90 giờ rồi mà cô. À, dạ. Dạ, con quay cá nhiều vô phải không? Cá này, cái nhà đó, cá kia nè, rồi thịt nè, rồi nói chung là cá, rau, củ quả nhiều của bà con. Thấy không? Cả nhà thấy hình ảnh về chợ Tân Hương. Thì Sài Gòn Xì Phố chia sẻ những cái ngôi chợ tại Sài Gòn. Thì hôm nay mình đến quận Tân Phú và tiếp tục phần 2 của series là khám phá chợ Tân Hương, chia sẻ cho tất cả cả nhà. Ồ, đây là gạo này các bạn. Không mua là dọn về hả anh? Trời ơi, bán cho xong nữa chứ mua mà dọn về. Buồn dọn về đó anh. Dạ. Ghẹ nè. Ghẹ này là bao nhiêu ký anh? 300. Ghẹ là 300 kg nha cả nhà. Cực kỳ ngon luôn. Dạ, tươi. Còn sống luôn. 3 con ký. Dạ. Ghẹ nè. Tôm nè, cua. Ồ. Trời, cảm ơn anh. Cá. Đây là phía bên đây là giày dép. Ồ, bên đây là cá. Mọi người nhìn cá không? Cá đủ loại cá khô luôn nha cả nhà. Cho quay nhờ xíu nha cô. Dạ. Đưa lên truyền hình luôn. Nhớ để tôi trước nha. Dạ. Ồ, xúc xích nè. Ồ, quay lên truyền hình luôn. Cô. Dạ, cho lên trang bìa luôn. Cho lên trang bìa luôn. Ai mua tỏi, mua hành, mua mua chanh đồ đây là vô đây. Dạ, con cảm ơn nha. Hả? Ba chị đó. Đây, có bà chị luôn. Ồ, nho nè. Ước 10.000 cái củ rau củ quả này cả nhà. Rồi đũa nè, cả nhà thấy không? Đũa muỗng. Ồ, cái này rau củ quả nhiều. Dạ. Đó, cả nhà thấy chợ Tân Hương nào đó, rau từ 5.000 một bó, 15.000 cải. Rồi nói chung là đó cả nhà thấy không? Khá là nhộn nhịp. Phía bên trong là cái khu ẩm thực nha các nhà. Rau thì Sài Gòn Xì Phố lang thang, chợ Tân Hương ngày nay, và quay lại những hình ảnh này cho bánh cam. Bánh cam nè cả nhà. Để bánh này chạy 10.000 chục sổ về luôn. 10.000 chục à, sổ về luôn. Các chị mua trái cây nè. Mặn rồi bưởi, rồi nói chung là mặn bưởi rồi táo tàu nha cả nhà. Đó, còn đây cả nhà muốn mua đồ ngón tay rồi đó, rồi dao kéo rồi, nói chung là rất nhiều. Còn phía kia là thịt gà. Dạ. Sài Gòn Xì Phố. Băng ế quá hả cô? Nói là chợ Tân Hương băng ế. Đó, chợ Tân Hương băng ế hả? Dạ. Chứ mấy khi là đông lắm hả cô? Dạ. Các cô bán rau nè nha. Ồ, trong này bán đá quý, ngọc bích rồi luôn, thấy chưa cả nhà? Vô là không thiếu luôn nha cả nhà. Rồi. Dạ. Đây. Quay chợ Tân Hương tiếp à? Hồi bữa có người đi quay hả cô? Dạ. Dạ, nay nữa cho lên sóng nữa. Thấy chưa? Dạ. Ồ, thịt heo xay, bánh mì. Đây là thơm nha các nhà. Đó. Đó, 3 bịch giấy 10.000 hả cô? Dạ. Ồ, trong này có một cái quầy khoai lang nè. Cho em quay nhờ xíu nha chị. Ồ, bánh mì. Trong này là khoai lang, bánh mì nha cả nhà. Đó, này khoai lang nè, bánh mì nè, rồi bánh mì chả đồ đó. Ở trong chợ mà phục vụ bà con tận tình luôn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Ồ, quay đi lên này đi xuống. Quay lên kênh nào đấy? Sài Gòn Xì Phố chị. Dạ. Thấy không? Ồ, mực nè, mực bự luôn. Con này. Con này là con gì á chị? Lạ vậy? Con gì có mua? Hỏi thăm thử coi. Đừng hỏi. Đó. Cả nhà thấy không? Ồ, trong này bánh khọt này cả nhà. Ồ. Cho ông quay nhờ xíu nha chú. Ui, bánh khọt này cả nhà. Bánh khọt, ôi ngon, hấp dẫn quá. Phía bên này. Dạ rồi, con cảm ơn. Ồ, bánh xèo chú làm luôn tại chợ luôn. Dạ. Giới thiệu chợ cho bà con Việt kiều. Dạ. Ui, ngon không? Cái đó là bao nhiêu cái chú? 15.000. Dạ, 15.000 nghe cả nhà. Nếu mà cái dịp cái nhà mà muốn thưởng thức bánh khọt, bánh xèo này có thể là vô trong chợ nè. Trong chợ cái chỗ khu này là khu gì chú? Đâu Nguyễn Sí đi vô. À đâu Nguyễn Sí đi vô là gặp liền chú hả? Ừ. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Còn kia là muốn mua dao thì có dao luôn. Gì cũng có. Dạ, có gì cũng có luôn. Có mạng bán mạng nữa. Trời, có mạng. À, cá nè. Ừ. Rau nè, củ quả nè, cả nhà thấy không? Ừ. Xong rồi cả nhà, đi ra đây đầu đường Nguyễn Sí nè là đi ra đây là hết rồi. Thì bây giờ mình đi vào bên trong kia luôn nha. Lúc này thì mình sẽ đi nhanh hơn xíu bởi vì mình đi quay tour ra cho cả nhà rồi. Dạ. Phía bên này nè, phía bên này cái nhà họ nhiều cả nhà thấy quay video không? Nhiều người mình quay đó mình cũng xin phép nha, mình hỏi thăm xíu nhưng mà nhiều con người khó chịu. Thì nhiều người vui lắm, cũng có rất nhiều người vui và nhưng mà cũng có rất nhiều người là khó chịu, nên là mình có gì là cả nhà cũng thông cảm nha, bởi vì trong chợ mà. Chứ khi có một cái video thì cả nhà cũng thông cảm, cũng như là nếu cả nhà thấy hay thì có thể là like chia sẻ giúp Sài Gòn Xì Phố để Sài Gòn Xì Phố có động lực làm những video tiếp theo. Bây giờ cái đây là ra khúc đầu đường rồi cả nhà ơi, ra khúc đầu đường rồi. Hết rồi. Ra tới đây là hết rồi. Nó mắc cái chứng bệnh gì đó. Họ ra đây là hết rồi, hết đường rồi. Tiếp tục nha cả nhà. Thì đó, trong này là cái gian hàng quần áo. Chợ thì mỗi nơi có một cái nét văn hóa riêng, đặc biệt là về các vùng quê thì Sài Gòn Xì Phố cũng có chia sẻ cho cả nhà nhiều cái ngôi chợ ở các cái tỉnh thành ở miền Tây nha cả nhà. Thì cũng có một số nơi đông đúc cũng như là một số nơi là cũng vắng. Tình hình sao rau củ quả. Có bánh này chưa? Chị cho em qua cái nha chị. Đây là bánh nè, bánh rồi trái, nói chung là rất nhiều. Nếu có dịp vào chợ Tân Hương thì cả nhà cũng có thể là cũng như là các anh chị cô chú Việt kiều phương xa xa quê hương nhìn lại quê hương cũng như là nhìn lại cái ngôi chợ này mà nghe nha cả nhà. Rồi nhạc là Mua gì đấy? Dạ em quay nhờ xíu thôi. Dạ. 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 Ui qua đây là bên quầy trái cây nha cả nhà của anh chị nè, khá hấp dẫn không? Bên trong chợ Tân Hương. Dạ em cảm ơn à. Rồi xong rồi nha cả nhà. Em cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Bye bye.